và Đức Thầy khuyên bảo ta hành không tịnh độ, vậy cái tông giới tu sĩ chúng ta phải hành theo pháp môn nào, nhờ ông giải chúng tôi thành Phật. Cảm ơn. Chỉ có bộ mặt tôi việc cầu giao cảnh đầu tiên với hai đạo dân. Một thì trong bài Nam Thời Cảnh Tú, một thì là trong cái quyển mà khuyến thiện của Đức Thầy. Và chúng tôi coi những cái tại sao mà nói rằng ngày xưa nói đó tu thiền ra 10 người ra 7 người được, còn mất 3 người được, còn 7 người mất. Cho nên là ở đây tại sao thầy để mình tu thiền, ý nói vậy lại để cho nó mau cho đặc nhân dân lâu lắm. Rồi có chỗ thầy sẽ biết là lòng khuyên chúng thiết khuyên tịnh độ đặng dắt về tất cả chúng sanh là trong nguyện khuyến thiện. Vậy thì hành đạo thiền tất tất sớm khuya lòng khuyên chúng khuyên đang đủ thế, mà nào pháp chợ kia đồ ế bao dễ về ít kẻ hỏi mua. Đây là trong bài Nam Thời Cảnh Tú phải không vậy? Có sao đi chỉnh dùng đây. Mà hôm nay thầy viết tại đâu? Thầy viết tại Cà Lo vào ngày 29 tháng 5 năm 1940. Rồi hỏi chúng tôi hai câu. Rồi hỏi hai câu là mới hay lên, người ta có phải đạo thiền đây, có phải là thiền định hay không? Tu thiền định hay không? Tu thiền mà không tịnh độ đó, hữu thiền vô tịnh độ đó, thật nhân cử tha lộ. Ở trong kinh Vinh Nghiêm còn rõ nữa, có thiền tâm mà không có tịnh độ đó, mười người đi trên bước dọc đường chín người rồi, còn vô thiền hữu tịnh độ đó, rồi nó là thật nhân dạng nhân dạng như trước, chứ đừng nói thật như người đi như người đều tới. Nghĩa là có pháp môn tịnh độ mà không có thiền tâm đó thì là muôn người đi muôn người tới à, đó là muôn người tu là muôn người đắc à. Và tại sao hôm nay thầy dạy chúng ta, dạy chúng ta lại là biểu hành là hành đạo thiền đó, nói là không có thiền. Còn bây giờ cho chúng tôi trình bày ra ý nào đi, trước khi trình bày ý nào ra cho chúng tôi trình bày đại đỡ. Cái gì chúng tự hỏi đây đó là hỏi riêng từ cái pháp môn một, tức là tu thiền là tu tịnh hỏi từ pháp môn một. Nhưng mà không ngờ Đức Thầy chúng ta hôm nay lại Phật chưa, tức là khổ Phật trở lại đó, nên ta nghe pháp môn là đứng dạy chúng ta gọi là thiền tịnh tâm tu. Cái người đó tôi duyên duyên làm sao á, nên nên ta nghe pháp môn, pháp môn tu thiền là pháp môn tu tịnh. Ở đây mà dạy chúng ta đây là nếu mà thiền tịnh chúng ta không tu được rồi thì lo gì mà chúng ta không đăng biển mạng cái gì, chắc chắn là chúng ta đi đến cõi đó. Nhưng mà có một điều, đem pháp môn tu thiền để đem pháp môn tu tịnh tới đây, rồi từ cơ duyên của chúng ta pháp môn nào tu cho pháp môn ấy à, dễ chứng dễ đắc lắm cái gì à. Bây giờ cho chúng tôi trình bày đi, hành đạo thiền tất tất sớm khuya là thầy dẫn chúng ta hành có cái đạo thiền đó thầy nha. Mà thiền của thầy đó nó không có giống cái thiền hồi xưa nha. Ở đây tôi nói vậy là quý vị có hơi quan mang nha, nhưng mà cũng đừng quan mang để chúng tôi trình bày. Thầy chúng ta là tổ Phật, tức là ông Phật xưa là hai là Di Lặc Phật ra dân sắc Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Ca Di Đà đến đây để đem hai cái pháp môn mở thiền mở tận giải chúng ta. Tận độ là của Đức Ca Di Đà bên cõi Tây Phương, thiền tông là do Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà thầy đem đến đây ra Phật tăng tăng lại cho nó mới, cho nó hợp cho tăng tôi thời này. Cái thầy của thầy xưa đó chúng ta thấy Phật tử chúng ta mong nên dạy không phải như cái thiền ở bên Trung Hoa. Cái thiền ở Trung Hoa đó do thành phố á chấp nhận cho cái thiền thiền đó, thì cứ ngồi mãi á sáng ra thức dậy tốn thức dậy cũng dạy rồi cái ngồi thiền cái đến chưa cô cũng dậy ngồi thiền cái đến chiều ngồi thiền tất đó là tội lệ năng nói như thế này nè. Lúc chết ta ngồi hoài không nằm, ở lúc sống ra lúc sống ngồi hoài không nằm, mà khi chết ta nằm hoài không ngồi, như vậy không có đắc đạo gì trời. Mình chết thì cứ nằm ra không ngồi, mà tại sao còn sống mà cứ ngồi ra không nằm? Trong núi hoa đi là hành tụ tọa lạ, cái tự do mà đi đứng mà ngồi, tại sao bắt ngồi hoài à? Ngồi tiền hoài à? Ngồi như vậy người ta cho gọi là thiền, còn không ngồi người ta cho không phải là thiền là sai rồi. Bây giờ trả lại cái thiền Phật tổ mà thầy đem chúng ta dạy, dạy chúng ta tu đây đó là như vậy, đó là duy nguyên cái chương trình của Phật tổ đó. Phật tổ khi xưa dạy cho người thiền đó là có 24 câu chú thuận niệm, rõ mà rửa tay xúc miệng cũng được thiền tất cả, giúp mình giúp vậy cũng thiền đó, ngủ cũng thiền, thức cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền. Mà thiền là gì? Thiền đọc đủ là thiền nha. Sao chúng ta đi ra thiền nha ra, rồi người ta có thiên âm ra là tịnh lự, tịnh lự ra, rồi sao mình giải nghĩa ra cái tịnh là yên trụ vắng lặng, cho lự là lo, tức là dứt hết cái lo, không còn cái lo cái trần cảnh nữa, mà để tâm, để cái tâm mình cho nó thanh tịnh đi, để cho não tâm trí huệ. Bởi vì ông bất tử thì sư sai ngộ cái vô môn thông một câu thiền đó là chúng ta đọc lại trong hai câu rất rõ mà thiền đó áp dụng được cái đắc đạo là gì? Huệ lực lược không, không phải tâm địa lược không,
quệ lực tự chiếu, đó là thề luôn. Tâm địa được không là gì? À, trong tâm địa chúng ta thành thân có tư tưởng xấu đó thì tự nhiên mặt trời chiếu quệ mặt ra cho ta, đó là thề đó. Nó không làm ta cho hết được, bây giờ chúng ta là thầy chúng ta đang có pháp môn thiền nhỏ chúng ta đó, nó không giống với cái thiền lục của thành tố chứ, không giống với thiền của thành tố, mà giống cái thiền của thành tố chúng ta nó đi, giống cái thiền của lục thể. Bây giờ tôi xin trở lại cái chữ thiền đó, là tư trụ giống lặng, thiền định đó, ngoài không nhiễm trần, chân không có loạn, nó gọi là thiền định đâu gì à, thiền đó. Cho nên khi bây giờ xin mở cái mặt mà trao đổi cái vấn đề thiền này nè, hành đạo thiền tấp tấp tối khuya, là gấp gấp à, tấp tấp là gấp gấp à, ma ma à, sớm giờ kia phải lo thiền nữa nè. Bây giờ mở cái mặt trao đổi năm 1942 cái tàu xuống đồng hành chứ giỏi. Mà không phải thầy xuống đó, Pháp nó về thầy nó đem ăn cứu thầy tại nhà chứ giỏi. Cái nguyên hiệu đi, nguyên hiệu của đứa thầy đó, quá đạo chứ giỏi trong 3 ngày. Anh chứ giỏi đi cho thầy này nè, anh chứ giỏi làm chứ lực cho Pháp. Nhưng mà trong nhà không chứ giỏi mà thầy tắt mặt trong chứ giỏi quá. Nghĩa là ông nhóm trực ra một ngày 8 người, hoặc 6 người. Quý vị là từ ngày sáng mai cho tới chiều đó, 2 giờ một người, 6 giờ đến 8 giờ, mà giờ đi chiều hồi trước đó là một người. Rồi dài dài như vậy đó tới chiều đó, mỗi người là 2 tiếng đồng hồ, là 6 người cho một phiên, phiên trực đó. Nhưng một hôm, cái phiên trực đó là một chiếc giỏ từ 6 giờ đến 8 giờ. Nhưng mà cái bữa đông thức cố ông cúng là lỗ 4 giờ. Ông cúng rồi đó, ông vô ông ngồi thiền, ông vô ông ngồi ông tận đó, tức là niệm Phật. Mà sao cái tôi chỉ làm mạo phát triển, khi chúng ta lại rồi, cúng lại rồi đã vô ngồi niệm Phật đó. Ông mau có lâu lắm rồi cũng chừng 30 phút trở lại để cho lòng chúng ta nó mau chúng làm yên trụ. Nhưng mà ông cứ giỏi rồi đó, ông vô ngồi ra ngồi từ hồi 4 giờ, ông cúng rồi 4 giờ, mà ngồi tới 6 giờ là 2 tiếng đồng hồ cũng chưa không. Dường như là ông bị lâu cầm rồi. Nhưng mà đó ai dám kêu ổng, nhà từ nhà có ổng, mình tới ở với ổng, thầy mình ở đây với ổng. Thì các ông trực này ra không dám kêu. Nhưng mà các chuyên từ 6 giờ đến 8 giờ là thành của ổng. Đến 8 giờ rồi, nghĩa là 4 tiếng đồng hồ ra. Ông cứ giỏi ra bị hôn tầm quên tả rồi. Thầy nó kêu các người mà trực ngày nó hả, bữa nay 6 giờ đến 8 giờ phiên của ai. Thầy biết rồi là nghèo ăn vậy đó. Làm cho các ông này sợ quá, nó mặc cái thầy. Bữa nay các phiên con kiếm từ 6 giờ đến 8 giờ. Mà từ hồi 4 giờ tới giờ ổng mắc cúng rồi, ổng cúng rồi, ổng tịnh rồi, ổng quên tả đó thầy à. Còn ổng dám kêu ổng. Thầy nói là đi vô nó tịnh như vậy đó, vô lấy đá chạy nó. Thưa quý vị, thầy biểu vậy rồi đó nghe, anh em táo này cái chân. Thầy rồi không phải như chúng ta đâu, chúng ta đâu. Thầy rồi nó phải là mình chết được đó quý vị. Tại thầy rồi lắm, không phải thầy la hóa đâu. Thầy nói nhẹ một chút rồi mình mới tự giận liền nha. Thầy rồi nó có thể sợ lắm. Người ta chạy vô ta tà tà, ông cứ giỏi, thầy nói là ông cứ liền. Thầy gầy thì kìa, cứ ngồi đây hoài đi. Bây giờ trực của ông mà không trực gì bỏ, thầy gầy kìa. Thầy cứ quả ngồi mới tả. Tả tận ra ông vô, tả ta mở rồi, trong cổ áo tràn ra, đem ra tả thầy ông quỳ xuống cái mặt cái thầy, con cái mai giờ con quên nhiệm vụ. Nhờ thầy tha tội cho con. Thầy nó kêu ông cứ ngồi lên ghế, ông cứ à, tôi nói ông biết nha. Cái đạo thiền của tôi dạy trong cái hậu ông này, nó không phải làm như vậy là thiền đâu nha. Tôi nói tin cho biết không phải như vậy là định đâu nha. Thiền định của tôi đó. Là định cái tôi là định cái chỗ thận đó nha. Cho ông ta là định lâu về hạ lâu rồi mà ngồi định như vậy đó. Người ta có ngồi làm sao? Người ta có trong làm sao? Người ta có ai chiếc cứu? Chứ cái định cái tôi là đi đến nhà người. Ta đi tâm tối động nha. Bởi vì thấy là một việc gì lớn không? Cái lời thầy chúng ta dạy đó. Hành đạo thiền của thầy đó. Là thiền như vậy đó. Thiền định như vậy đó. Là thiền định tâm tối động đó. Đặt tài đó. Có định trong tài. Đặt sắc có định trong sắc. Sắc cái nguyên hiệu xuất pháp trong lục trần này đó. Mà nó đến với ta là tất tận được, ta định được, có gọi là thiền định nha. Cái hành đạo thiền tất tất tốn khuya, gấp gấp tốn chiều, có lo hành cái đạo của Đức Trời nè. Là tận tâm tối đẳng nha, đừng để cho nó chạy ta lục trần. Thôi nói ta hết rồi. Vậy thôi, cho bây giờ nói quyết quyết là thành thức trình nè. Chứ không phải là nghi vấn. Nghi vấn nó tóm cho nó gọn gọn lại rồi đi qua thôi khác. Vì cả đây đó, thất thiền Đức Trời đó là vậy đó. Là thiền định tâm tối đẳng đó nè. Gặp cảnh nào ta tận tâm cảnh đấy. Thôi giờ dẫn ra chút nữa đi. Mấy bà nói tôi à, bà dặn mình là thiền định như thế này nè. Ai chỉ mán thì ta giả biết đó là thiền định rồi đó. À, ai chỉ mán là mình giả biết đó là thiền định đó. Đợi cho người hết giận ta khuyên, chỉ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang tâm thù quán. Việc không hát phải vừa thấp thoáng chữ từ bi ta việc nó liền. Sự quán thù đáp lại chữ liền, thì thù quán chi tan mất hết đó là thiền định đó. Vì cái thiền định như vậy đó, hành đạo thiền của thầy là gì đó.
là thằng mình tâm chỗ động đó, tâm chỗ động đó, là ta có chữa mình là mình không động lòng mình là mình đỉnh rồi đó. Thì nó không nói nổi đâu. Rồi tao lại nó tao đây mở ra một cái mặt nó tao đổi nguyên cái nói chuyện này được. Cái nói chuyện mà thường định này ra. Hầu hả tất cả bao nhiêu người như cả bơ là người mồm là chọn tử khuynh là tất cả các người học giả trí thức cho đến thầy rất đông thầy hỏi. Tôi hỏi quý vị đó. Nó là mình tu đó nhục lắm. Người ta mắc ta, người ta chửi với mình nằm khinh cho nhục lắm. Mà tôi hỏi đó ông đó. Nhục có là dinh. Ông ta lời rồi tất cả. Làm khinh và thầy nó hỏi tới nữa. Và hãy tử dụ bây giờ có ta đem lòng nãy chú cao chết vô. Rồi người ta cho lòng đó. Rồi mình không lấy rồi người ta có làm tao không? Nói anh cho biến dị nó già bạch chú thầy ta không, mình không lấy người ta có đem về chứ sao? Thì ta nói thầy dữ quá. Bây giờ người ta mã lị mình, người ta nhục nhã mình, mình không biết lãnh chịu thì người ta chịu cho mình đâu có nhục gì đâu. Tại sao nó tu nhục là nghĩa gì chứ? Tu dinh cái nhục gì? Người ta chửi bới mình không nghe, mình không làm khinh, mình không lãnh. Thì ta đem cái chửi bới về cho mình đâu có lãnh nữa mình nhục. Như vậy đây rất rõ ràng là thành tâm tổ tạnh của vừa hành đạo thường tất tất chỗ kia lần khiên xuống kia gian đủ thế mà nào khác chợ kia đồ ế là nó tới đây nó là than thở với anh em cái đạo thầy quý báu như vậy đó mà có điều anh như bà nó cha khó quá cái gì cái còn người ta chửi làm sinh là được cái đạo lại khuyên là khuyên không có được à mấy bà mấy ông nó bây giờ ta chửi làm sinh thì làm sinh được nhưng mà có một cái mà chờ cái người đợi cái người hết dẫn tao khuyên là không được rồi. Nó chẳng khác nào chợ xưa đồ ế ra cái đạo trời thì khăn vậy đó tại sao mình khăn không được còn nghĩa gì phải làm cho được có được chứ mà đâu có phải là năn nỉ hỏi bà mấy bà sợ mắc cỡ chứ khuyên là đâu phải là năn nỉ cái người chị em nói là mình khuyên đó mình là năn nỉ tao không phải đâu khuyên thầy cho biết dạy khuyên những kẻ ngõ ngang cho thầy đâu có năn nỉ đâu đâu dạy khuyên người ta tức là mình dạy cho người ta mà đâu có gì đâu mà mắc cỡ vậy thì bây giờ thầy mới nói lên rất rõ ràng là dám mà tu theo đi. Nó quý báu lắm chứ rồi thiệt là nào có sát đạo xưa đồ ế bán rẻ về sợ hỏi mua cái đạo của thầy nó quý báu như vậy đó mà ít cái người mua bây giờ ít cái người theo lắm tao nói bị khó làm thôi giờ tới đi lần cương chúng thiết phương tịnh độ đặng dắt về tất cả chúng sanh nhưng mà chúng tôi coi vậy cho thầy biểu dặn mình tu thiền là tu tịnh rõ ràng là thầy có mã pháp môn cái dạy mình là tu thiền là tu tịnh đó rồi tùy cái tâm năng của mình tùy cái cơ cảm của mình hai việc thiền thì tu thiền hai hạt tịnh thì tu tịnh mà tịnh là gì tịnh đây là tịnh độ tâm có biết tập anh bà đâu gì à vậy thì tịnh độ tâm này đó tịnh độ là gì cái tịnh là vắng lặng lặng cái độ là đất đó cái đất đây cái đất cái đức phật anh bà bên đó nó vắng lặng yên trụ lắm đó tâm là tôn giáo của ngài nếu ai mà niệm nam mô a di đà phật và biết làm lành mà thì được về được quốc độ của ngài đó nên thầy mới đem cái thuyết này tới dạy chúng ta nè bằng chứng thầy cho biết nè muốn tu tịnh mai đà lập cuộc đức di đà truyền mở đạo lành bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra các lệnh bảo ta truyền dạy rồi là cái gì đó là đức ca di đà bên cõi tây phương kia đem cái sai thầy ra bên đây mà dạy cái đạo của đức ca di đà là cái đạo niệm nam mô a di đà phật đó vì từ bữa nay nêu lên cái nhịp cầu giao cảm đầu tiên hai câu này là pháp môn tịnh độ và truyền tông chúng tôi cũng đã để mà thôi à tịnh độ đây là do cái mức độ của đức ca di đà là cõi đất hết sức yên vui cõi đất đó đó làm thì làm đất cát đó lầu đài nguyên đủ đối không à nước ở dưới ao á thì là có tác công đức còn có ấp bảo bỏ dưới ao á không có màng tới là lưu ly xa từ chiếc châu mã não xa ngô hộ cách chuyên minh và hôm nay thầy đem đến dạy các môn tịnh độ tông này cho chúng ta về quốc độ tịch lạc yên vui mà hưởng lấy cảnh an lành ở bên đó đó trên đường thứ tám thầy dạy là đường thứ tám tóm tắt ta đã tuyên lẫn nhau như con một cha vì dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức nếu ai giữ được tạo lành tạo sáng vậy nó phải tây phương ai giữ ngọt ngạo cho hoàn toàn rồi tạo lại cứu giúp chúng sanh vì từ đây là một cái mang máng duy nhất trong hãng lên này là đức thầy chúng ta đem cái đạo đức ca di đà đến dạy chúng ta rồi chúng ta về nữ đức độ của đức ca di đà vì từ lần cương chúng thiết phương tịnh độ đây đó là đem cái pháp môn niệm phật đó quý vị à là của đức ca di đà đó nam mô a di đà phật có sáu chữ à thì đó là dễ lắm cho tôi cho thầy dễ lắm với bà cứ niệm nam mô a di đà phật và ráng làm lành nè ráng cần chuyên niệm phật làm lành vậy là tịnh độ đó lần tiên chúng thiết phương tịnh độ đặng dắt nhiều tất cả chúng sanh nhớ nhau tối chí làm lành chuyên niệm phật cầu sanh phật quốc cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ xuất tâm cứ nhất tâm chính niệm phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thoát mơ đồ nhất bộ viên hồ có một tiếp mọt của cô bác anh chị em quán tu cho đức thầy đi
cái môn tịnh độ là pháp môn niệm Phật đó. Còn pháp môn thiền đó là quán chiếu tâm tâm của mình, ngồi đâu cũng coi chừng tâm của mình. Cho nên các bạn thầy cho biết pháp môn thiền đó nha, tu tâm tầm lão tầm quỳ, ngồi đâu cũng sửa gì thì mới mang, đó là pháp môn thiền. Nếu gì dám thì cô bác anh chị em ơi, nghe pháp môn này đó, được pháp môn nào cũng bắt đạo tất cả. Vì vậy bây giờ xin trả lại, tao đổi cái chữ nè, còn tao đổi trên công tóm gọn cho không dám dài dòng. Bây giờ mà thành trước rồi, tao không phải là nghi. Thế bây giờ nếu không trao đổi thêm mà xin cho ra tòa hỏi khác, và hỏi là giới chủ coi ra, nói rằng pháp môn thiền khó tu, nhưng mà khó tu hôm nay giữa tu đi là nhà thầy chúng ta là Phật chưa? Trả lại đây lên cái pháp môn của Đức Phật A Di Đà, chúng ta không đi đến đây dạy một cách hết sức rõ ràng là nguyên nguyên cái chân truyền của Phật tổ đây nè. Giữa tu lắm, làm y cho là đó ta. Còn để xin trao đổi thì cứ nói lên, còn không xin cho là câu khác.